Dạ vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em Tài lên hình để giới thiệu đến các bác và anh em về một mẫu vang số mới nhất của hãng DB Cotic mà vừa mới cho ra mắt trong năm vừa qua. Đây là một mẫu vang số mà bên em đã bán cực kỳ chạy đối với dòng này. Tại sao lại bán chạy đến vậy và tại sao lại được nhiều các bác săn đón và yêu quý dòng sản phẩm DB Cotic đối với mẫu vang này. Và mẫu vang ngày hôm nay em lên hình cho các bác đó là mẫu vang số DB Cotic D500P. Và đây là phiên bản mới nhất hiện tại bây giờ mà nhà hãng đang cho ra mắt và trong năm nay nha các bác nhé. Và đối với mẫu vang số này thì nó có rất là nhiều tính năng. Thứ nhất là tính năng các bác có thể chỉnh được bằng máy tính, các bác có thể chỉnh bằng tay và các bác có thể chỉnh được bằng điều khiển và cả app điện thoại nữa. Tức là có 4 cái để các bác có thể chỉnh trực tiếp ở trên dòng vang này. Và nó chứa bên trong là sử dụng là chip, là chip hiện tại mới nhất bây giờ. Nó là chip Echo Kép nha các bác nhé. Đấy, những dòng vang mà trên khoảng hơn 3 triệu đồng mà sử dụng chip Echo Kép này thì rất là hiếm nha các bạn nhé. Và ngoài ra thì nó được tích hợp thêm một tính năng là tính năng dành cho những dòng loa nghe nhạc là tính năng high-end và sử dụng chip DSP 48 bit và cả dòng chip của Nhật nữa. Đấy, một cái là rất là nhiều tính năng. Và thêm một cái nữa ở trên dòng này em muốn bật mí cho các bác là sử dụng Bluetooth ở Bluetooth 5.0 nha các bạn nhé. Đấy, sử dụng Bluetooth 5.0 trên dòng vang này là Bluetooth là nó sẽ khỏe hơn và sóng nó sẽ đi xa hơn cho các bác và sẽ ổn định hơn. Rồi ok, bây giờ em Tài sẽ hướng dẫn các bác để sử dụng dòng vang này và căn chỉnh bằng điều khiển và cũng như là sẽ review cho trực tiếp các bác đối với dòng vang DB Cotic D500P này. Thì các bác có thể thấy là thiết kế ở bên ngoài thì thiết kế của dòng vang này là sử dụng mặt phay nhôm màu đen. Thì các bác có thể rất là dễ dàng phối ghép bộ dàn karaoke này. Đấy. Riêng về mặt bên ngoài thôi, hình thức thì các bác có thể thấy là tất cả những dòng sản phẩm của hãng DB Cotic có gì đó nó rất là đẹp và hài hòa để các bác có thể dễ dàng phối ghép với karaoke gia đình. Và phía bên này thì là cổng USB thì các bác có thể cắm để chỉnh máy tính ở đây nhé. Và bàn phím là bàn phím mềm là các bác có thể chỉnh trực tiếp bằng tay ở trên này. Đối với dòng vang này thì nó cũng sử dụng lên đến 8 mút để các bác có thể căn chỉnh nhé. Đây, em chỉnh bằng tay ở đây các bác nhìn nó rất là dễ dàng đúng không? Đấy, gọi mốt này, chỉnh bát chung chép trực tiếp trên này bằng bàn phím mềm. Đấy, còn nếu các bác không muốn chỉnh bằng bàn phím mềm thì các bác có thể chỉnh bằng máy tính hoặc chỉnh bằng cả trên điều khiển nữa. Tí nữa em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bác. Đấy. Và đối với dòng này thì sẽ bố trí một màn hình hiển thị là màn hình LCD ở đây. Đấy, đầy đủ các thông số này và cũng như là các mốt để các bác có thể căn chỉnh gọi mốt, căn chỉnh bát chung chép của từng mốt một. Và cái nút control đây là nút điều khiển nha các bác nhé, nút điều khiển chiết áp của các âm lượng của mic này, của effect này và của nhạc D500P. Đấy là phiên bản mới nhất này thì nó sẽ sử dụng là ở trên này nó sẽ có một chữ D nha các bác nhé, chữ D ở trên. Đấy, thay vì cái chữ DB Cotic nó sẽ ký hiệu chữ D ở trên. Rất là dễ dàng các bác. Và mặt sau của dòng vang này thì nó sẽ sử dụng lên đến 6 cổng để các bác có thể cắm, có thể nối trực tiếp với đẩy hoặc âm ly. 2 cổng out, MR, ML, SR, SL và một cổng center out và một cổng sub nữa. Và đặc biệt là dòng này nó tích hợp thêm một cái chip là dành sử dụng dành riêng cho những hỗ trợ thêm dành cho những dòng nhạc high-end là các bác có thể sử dụng ở trên những dòng loa high-end nhé. Đấy. Các cổng nhạc vào thì các bác có thể cắm sử dụng là cổng AUX này, cổng quang này, Bluetooth này. Và sử dụng thêm một cổng dành cho high-end đây em nói đó, chính là cổng Quai-C, một trong những cổng mà dành tiếng nhạc rất là trong trẻo và hay. Và dòng này nó thêm một cổng nữa là cổng breakout nha các bác nhé. Cổng breakout đây là dành riêng cho các bác có thể sử dụng để livestream trên dòng vang này. Đấy, và cổng mic sử dụng là hai cổng mic, mic 1 và mic 2. Rồi ok, và đối với một dòng vang như thế này thì nó sẽ căn chỉnh như thế nào bằng điều khiển và sử dụng điều khiển như thế nào thì bây giờ em Tài sẽ hướng dẫn các bác nhé. Đầu tiên ở đây là mỗi chiếc vang thì nó sẽ có một chiếc điều khiển của hãng DB Cotic này nha các bác nhé. Thì nó sẽ có các mốt căn chỉnh như là mốt 1, 2, 3, 4 và cho đến mốt 8, tức là 8 mốt. Nhưng mà bình thường để căn chỉnh cho các bác thì bên em sẽ căn chỉnh sẵn 4 mốt thôi. Còn mà mốt 5 cho đến mốt 8 thì các bác có thể về để vọc vạch, có thể tự mình căn chỉnh được theo ý thích của mình.
Đấy. À, dòng vang này thì nó sẽ có các nút bấm, nó sẽ có tăng giảm âm lượng của nhạc này, tăng giảm âm lượng của mic này và tăng giảm âm lượng của effect. Và cái mà em muốn nhấn mạnh ở đây cho các bác đó là chỉnh bass trung chép của mic và chỉnh bass trung chép của nhạc là các bác có thể chỉnh trực tiếp bằng bằng ở trên điều khiển nha các bác nhá. Đây em sẽ ví dụ nhá. Ví dụ ở đây thì em sẽ căn chỉnh cho các bác này. Bây giờ ví dụ các bác nghe tiếng mic nó chưa được sáng lắm. Đấy, nghe chưa được sáng lắm thì các bác em muốn tăng chép lên. Đây. Đấy, em sẽ tăng chép này, các bác nhìn thấy chưa? Là tăng chép của mic này. Và em sẽ tăng thêm cái phần lời của mic nữa. Em sẽ giảm bass đi. Đấy, để cho cái tiếng mic nó sẽ sáng hơn. Và nếu mà các bác thấy hơi hú chẳng hạn, hơi hú tiếng mic thì các bác lại giảm chép đi. Đấy, đúng không ạ? Và các bác giảm cái phần mid đi, là giảm chung. Đấy. Và phần nhạc cũng tương tự, thì các bác muốn nghe chép bay thì các bác tăng cái phần chép này lên. Và các bác muốn nghe tiếng lời khỏe thì các bác tăng lời lên. Bass cũng tương tự như vậy. Đấy, một trong những cái cực kỳ dễ dàng căn chỉnh đối với một chiếc điều khiển của dòng vang D500P. Và đối với dòng vang DB Otic D500P này thì hiện tại nhà hãng và cũng như đang chào bán với giá là 3.800.000 đồng và bảo hành cho các bác và anh em lên đến 2 năm để các bác có thể sử dụng. Giá cực kỳ hấp dẫn để các bác có thể đầu tư đối với dòng vang này. Các bác hãy nhanh tay gọi điện trực tiếp cho bên cửa hàng Hiếu Minh bên em qua số điện thoại hotline là 0982352313 để sở hữu cho mình một trong những dòng vang đầy đủ các tính năng mà chưa chắc những dòng vang cao cấp trên thị trường sẽ có. Và bên em vẫn hỗ trợ nâng cấp đổi mới tất cả những thiết bị karaoke gia đình cho các bác và anh em. Và em cũng xin phép kết thúc clip từ đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của bên cửa hàng Hiếu Minh bên em nhé.